Hoa Na Hà Nội xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ lên chương trình thanh lý cho các bác một số các chậu đen rôn nắng cây to với giá chỉ có 30.000 thôi, gồm nhiều các mặt hoa cực kỳ đẹp. Đấy, đen rôn nắng như là thỏ xưa này, thỏ trắng này, bàn liễu này, rô bớt này, ben soda các kiểu vân vân. Nhưng mà đây là những cái cây mà năm ngoái em bán 70-80.000 ấy. Bây giờ nó còn lại những cây xấu ấy. Đấy, năm nay nó lên mầm mới rồi, nhìn nó tương đối hơn một chút rồi. Thì em sẽ lên chương trình bán tiếp cho các bác nhé. Và bán với giá thanh lý thôi, 30.000 một cây thôi. Đấy, những cây nó bắt đầu lên mầm mới như thế này này. Toàn đen rôn nắng này, rất là đẹp. Đen rôn nắng là cái dòng mà nó phát triển thân lá rất là cao to nha. Ngày sau nó có thể đạt tới kích thước từ khoảng 1,5 m, 2 m luôn ấy. Đấy, những cây này năm ngoái nó chỉ có thân già thôi. Năm nay thì nó lên được mầm mới thôi. Đấy, nhìn ok hơn thì em sẽ bán rẻ cho mọi người 30.000 một cây. Mặt hoa thì lộn xộn nha, em không chọn đâu. Tại vì ở đây này, em còn có hơn 100 cây thôi. Đấy, hơn 100 cây, cây nào cũng đã lên mầm gốc mới rồi. Hơn 100 cây. Không chọn mặt hoa đâu, tại bây giờ nó hơi lộn xộn rồi. Cây đảm bảo rất là ok nhá, để mọi người về trồng thì rất là ok, khỏe, đẹp, lên mầm rồi. Đấy, mà đây toàn là những cái cây mà năm 3, năm 4 rồi. Nó có thân già hết rồi. Cái mầm tơ này nó sẽ lên rất là nhanh nhá. 30.000 một cây, quá là rẻ cho những cái mặt hoa đen rôn nắng đẹp. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Em ở Đan Phượng, Hà Nội. Mọi người có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em để mua cũng đều được. Em nhắc lại số điện thoại này 0974702106. Số điện thoại em để dưới bài viết nhá. Em xin chào các bác.